Giờ mình sẽ dùng than để nót xuống dưới. Mình sẽ cho hỗn hợp đá thể. Thì đá thể mình hiện tại là mình sẽ đang dùng hỗn hợp gồm có than, đá cumai và mùn dừa tạo cái độ ẩm. Mình sẽ dùng đá thể này để mình trồng. Vẫn thử xem trồng như thế nào cho nó phù hợp nha. Dự kiến là mình sẽ trồng tạm bằng cái bộ đế theo cái thế như này. Thì mình sẽ cắt bớt cái vỏ đi. Thì mình đang dùng cái hộp xốp để cho nó nhẹ, để cho vận chuyển cho nó dễ. Để sau này khi thành phẩm thì mình sẽ dùng cái chậu nó đẹp hơn. Sẽ tỉa mà bớt cái phần chuôi xuống. Ưu điểm là mình dùng hộp xốp ở cái giai đoạn này để cho nó nhẹ, mình dễ điều chỉnh. Đối với lại những cái phôi mà quái như thế này thì việc mà xin cái thế và tạo dáng là cần phải có khoảng thời gian, nhiều thời gian để nghiên cứu. Nên là hiện tại mình đang trồng tạm để cho nó ổn định cây. Thì mình sẽ phủ hết giá thể để cho cái bộ rễ nó ăn xuống hả các bạn. Sau này mình sẽ tỉa lại rễ sau. Giờ ưu tiên cho cái điều kiện phát triển của cây trước. Cây này chúc cho cái đuôi nó cong này cho cành phát triển.
Rất nhiều giá thể các bạn. Sống lắm. Dạ. Đây là chưa trồng mấy người nhiều. Mãi lúc mù. Bảo là vứt đi bỏ, vứt khơi khơi mà vứt sống. Dạ, con này này. Đây lại đây. Thì đắp lên trên luôn cho tứ nó đỡ trôi. Bây giờ mình đã ủ xong thịt nước cho nó lạnh. Cái con sen.
lấy cho nó một lần thật ẩm để sau đó là mình sau này chăm sóc mình chỉ cần phun xương thôi nha các bạn, không cần phải tưới đẫm này. Thành phẩm ủ xong một khô quá xinh đẹp. Các bạn, mình đã ủ xong một cái phôi quái, mời các bạn ngắm. Các bạn nếu thấy hay thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nha, chào tạm biệt.